Tôi biết các bạn đang nghĩ gì. Tại sao một con người đẹp trai, tài năng, có tố chất lãnh đạo, tư duy chiến thuật đỉnh cao và những phẩm chất quý giá khác là những gì mà tôi đã có? Nhưng ít nhất tôi cũng là người giàu nhất trong cái làng này, người gầy dựng lên cái làng này. Và tại sao tôi lại bị tử hình như thế này? Mọi chuyện là như thế này, này và này. Ai rồi cũng có lúc lên voi xuống chó, thì tôi cũng không phải ngoại lệ. Mọi người trong làng bây giờ ai cũng có nguyên một cái shop cho mình, làm ăn rất phát đạt, và dần dần tôi mất đi vị thế. Tôi trở thành một thằng nghèo nàn, một thằng thất bại trong server. Nhưng với cái nghị lực sống của tôi, thì tôi quyết định sẽ lập cho mình một cái shop riêng và cải tạo lại ngôi làng của mình thành một ngôi làng giàu và đầy văn hóa nhất cái server này. Và các bạn hãy cùng theo dõi cuộc hành trình của Harry để khỏi bị chém đầu nhé. Mình bay lắc chứ đừng cũng khá là lâu và cuối cùng tìm ra một cái nơi để chúng ta đã thịt ăn. Shop của mình chỉ là shop bắn sắt nên mình sẽ xây một cái tượng Iron Golem. Thì tượng Iron Golem thì cần khá là nhiều những cái khối trắng thì mình chọn thịt ăn cho nó sang chặt các bạn ạ. Đúng như phong cách của mình. Người ta có câu, cho không lấy, thấy không xin, đình đình thì ăn trộm. Mình chạy qua nhà những anh cướp làng để ăn trộm len các bạn ạ. Bởi người ta nói đi trộm mình cứu người ta, giờ bị người ta trộm lại. Cho nên mình qua đây mình trộm, mình cắt hết len các bạn ơi. Mặc mấy anh cấy cứ bắn, mình cứ trộm, mình cứ lấy thôi. Và mình chai mặt xong thì mình quay về. Mặc dù bị bụi tiên găm đầy người, nhưng mà đẹp trai thì không bằng chai mặt nhá. Mình ghé qua nhà Deadpool để lấy ít đồ trang trí. Cái này là mình xin các bạn nhé, không phải ăn trộm nha. Tiếp đó mình bay qua chợ bằng cái đường hầm qua Deadpool. Thì ở đây các bạn thấy là khả năng bay lắc của mình đã thuộc dạng ở trình độ siêu cấp VIP bù trù rồi, không thể nào chết được. Và đây chính là mảnh đất mà mình mua được với giá là 2 kim cương. Chúng ta bắt đầu quá trình xây dựng shop bán sắt đầu tiên của chúng ta trên cái mảnh đất chợ này. Thì shop có tên đó chính là shop bán sắt. Nghe cái tên khá là phèn nhưng thực sự nó phèn thiệt. Và bây giờ nói chung shop bây giờ cũng đã gần hoàn thành rồi mọi người ơi. Mọi người thấy là mình đã xây dựng trong thời gian không khá là ngắn thôi. Tại vì cái này nó quá là dễ dàng để xây. Và mình là một trong những thành gọi là builder gọi dở nhất thế giới. Cho nên việc xây shop này cũng mất khá là nhiều thời gian. Mặc dù mình hơi bốc phét nhưng thực sự mình bốc phét thiệt. Nãy giờ mình cho các bạn vui thôi. Chứ thực sự mấy cái này mình xây cũng khá mất nhiều thời gian các bạn. Tại vì nguyên liệu nó kiếm khá là khó khăn. Các bạn có thể thấy là mặc dù là nó khá là nhỏ nhưng mà nguyên liệu cũng cần khá là nhiều. Và bây giờ chúng ta cùng chiêm ngưỡng shop khi hoàn thành nhá. Xây shop xong thì mình qua bên máy farm của mình để kích hoạt lên. Mình cần khá là nhiều đá để chúng ta bắt đầu công cuộc cải tạo ngôi làng này và biến ngôi làng này thành một ngôi làng xịn sò nhất trên thế giới. Mình lấy những số đá còn lại và bắt đầu di chuyển qua bên máy nung của anh Deadpool. Phí chi trả cho từng này thì mất khoảng 12 viên kim cương. Và mình nhớ mình chưa có một điều nào gọi là thật là xịn nên mình về máy farm của mình để farm kinh nghiệm. Sau đó mình sẽ làm ra một cái điều cực kỳ xịn để chúng ta bắt đầu xây dựng nhá. Thì đầu tiên chúng ta bắt đầu phải gọi là sang phẳng cái làng này. Tại vì dân làng này khá là ngu và chắc là do ông trưởng làng, ông chỉ đạo sao cho dân làng nó xây nhà khá là xấu. Rồi thiết kế bố cục nó không đẹp cho nên mình phải thiết kế lại các bạn ạ. Thật ra là do anh Sơn muốn thiết kế các bạn ơi. Và sau 7-49 ngày thì cuối cùng mình đã sang bằng được hết tất cả cái làng. Để cho bọn này thành vô gia cư luôn, không còn nhà mà ở luôn. Cái tội dám đem ra Harry ra tử hình nè, bố láo thực sự nha. Nhưng Harry là một người đầy lòng vị tha, một con người hiền lành, tốt bụng và yêu đồng bào. Cho nên mình quyết định gây dựng ngôi làng này thành một ngôi làng hùng mạnh nhất thế giới. Nhưng mà nếu bọn nhân làng này vẫn còn muốn chém giết mình, muốn tử hình mình chắc chắn luôn là sẽ cho ngôi làng này trở thành một ngôi làng tồi tệ nhất thế giới. Đầu tiên rồi, chúng ta sẽ có một cái ngõ vào thật là xinh xắn. Đập vào mắt của mọi người là phải cái cổng làng nó thật là đẳng cấp, thật là uy nghiêm, thật là hoành tráng. Thì mọi người mới biết được đây chỉ là dân làng văn hóa, một cái dân làng do Harry MC và chú Sở Lam làm nên. Xa xa kia thì các bạn có thể thấy là anh Sơn đang xây dựng cái ngôi nhà. Và theo như con mắt tinh thường của mình thì mình nhìn ngôi nhà này khá là giống những quán ăn. Và cuối cùng cổng làng cũng được hoàn thành rồi mọi người ơi. Tiếp đó là những ngôi nhà mọc lên chi chít. Đầu tiên thì là ngôi nhà của anh Thờ Rèn. Ngôi nhà này được đích thân Harry MC xây dựng và được đích thân mình gửi gắm những tình cảm, những tâm tư, những cái khả năng mà mình đã học được trong bao nhiêu lâu nay. Đó chính là khả năng bốc phép. Yeah, và mình đùa tôi. Ở đây sẽ có những bác dân làng có tay nghề làm kiếm siêu đỉnh các bạn ạ. Được đích thân Ri huấn luyện chả là gọi siêu đỉnh. Với lại có cái thói bốc phép của mình nữa thì chắc chắn ngôi nhà này sẽ bị những ông dân làng khác đốt sớm nhất thôi các bạn ơi. Ở nơi nào thì chúng ta cũng phải cần có một cái chợ. Và mình sẽ xây một cái chợ cho những con dân làng có thể buôn bán với nhau. Nói thẳng ra là mình bốc lột mấy con này bán với mình với giá cực kỳ rẻ. Còn không bán đúng không? Mình cho đi đời luôn. Thì ở đây mình sẽ
cho những ông dân làng nào đổi đồ thật kỳ xịn, ví dụ như là chầm hỏng ba nè, rồi sắc bén nè, rồi gia tài nè. Ở đây mình sẽ bóc lột những anh dân làng phải làm việc khổ cực cho mình, vì đây mình là trùm dân làng mà, thằng nào bố láo xử luôn. Rồi ngôi nhà thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, ngày nào Ri cũng bay lăng. Và rồi ngôi nhà thứ hai, thứ ba cũng được mọc lên. Những ngôi nhà cấp 4 ngày nào bây giờ đã tiến hóa thành những ngôi nhà 2 tầng, những ngôi nhà đủ sức chống chọi với những cơn mưa, những cơn bão và những cơn bốc phét cho Harry phóng ra. Cho các bạn nào chưa biết, mình là một người cực kỳ yêu thiên nhiên và yêu động vật nữa. Và động vật mình yêu thích nhất đó chính là Harry. Nhầm, nó nói gì vậy Harry? Coi như các bạn chưa nghe gì nhá. Mình nói lại nhá, mình là một người cực kỳ yêu thiên nhiên và mình muốn sống hòa mình với thiên nhiên, cho nên mình quyết định xây một căn nhà cực kỳ chiêu, một căn nhà nhỏ nhắn, xinh xắn, đủ sống. Và bên đó chúng ta sẽ có một hồ nước để ngày ngày mình ra ngắm cảnh, ngày ngày mình ra xả stress bằng cách câu cá. Câu cá ở đây là mình dùng cần câu, chứ không phải mình dùng cái thứ gì đó mà các bạn đang suy nghĩ trong đầu nên các bạn bỏ ngay nhá. Harry là một người cực kỳ yêu thiên nhiên, cho nên cái việc đó là cái việc thường xuyên mình làm các bạn ơi. Và cuối cùng hồ nước của chúng ta cũng đã hoàn thành rồi mọi người ạ. Mấy ông dân làng này láo các bạn ạ, cho nên mình cho mấy ông bị zombie cắn. Sau đó mình cứu và được mua sách sửa chữa với giá là 1 emerald. Trời ơi, đúng là tư duy chiến thuật đỉnh cao các bạn ạ. Yeah boy. Sau đó mình liên hệ với chị Chuki để mua ít mấy cái con gì mình quên tên các bạn ạ. Nói chung mà con này nó cũng nhìn khá là thiểu năng. Con này thì mình thả dưới hồ ao của mình. Các bạn thấy là có đẹp không? Ui, nó bơi đẹp thực sự đấy các bạn. Và tiếp theo mình giới thiệu cho các bạn khu du lịch sinh thái mới của mình nhá. Chuông, con này màu hồng nè, màu hồng cá tính. Để coi con này màu gì. Ủa, con này màu trắng nè, màu trắng này đẹp nè. Xịn xịn nha.